Câu chuyện Phật điển: Thế Tôn được lên Niết Bàn. Cách đây 2.500 năm, ở phía bắc Ấn Độ có thể nhìn thấy ngọn núi Hy Mã Lạp Sơn cao dịu dợi. Bộ tộc Thích Ca đã dùng Ca Tỳ La Vệ Thành làm trung tâm để xây nên một vương quốc nhỏ. Đây là một câu chuyện của mùa xuân năm xưa. Dương phi của vua Tịnh Phạn ở Ca Tỳ La Vệ Thành là Maya phu nhân trên đường trở về nhà cha mẹ ở thành Thiên Tý để đợi sanh sản. Trên đường đi, đoàn người của Ma phu nhân đã dừng lại ở vườn Lâm Tỳ Ni để nghỉ ngơi. Trong vườn có muôn hoa đang đua nở trăm sắc màu. Trong số đó có một cây bồ đề hoa màu đỏ rất là xinh đẹp. Phu nhân đã hạ sanh thái tử Cô Đàm Tất Đạt Đa ở ngay dưới gốc cây này, cũng chính là Thế Tôn của đời sau. Theo như kinh điển ghi chép, sau khi Thế Tôn lọt lòng đã bước đi 7 bước, một tay chỉ trời, một tay chỉ đất, cất cao tiếng hát: trên trời dưới đất duy ta độc tôn. Trên trời thật là cảm động nên đã giáng xuống những giọt mưa. Bảy bước mà Thế Tôn bước đi, trong đó có 6 bước là 6 đạo, đó chính là địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, tu la, nhân gian, thiên thượng. Đây là 6 thế giới bị mê hoặc. Còn bước thứ 7 đã vượt qua thế giới mê hoặc, đã thâm nhập vào thế giới đắc đạo. Sinh nhật của Thế Tôn nghe nói là mùng 8 tháng 4. Bây giờ họ đã dùng hình thức tế hoa để mà ăn mừng. Maya phu nhân sau khi sanh xong, tới ngày thứ 7 thì qua đời. Việc dưỡng nuôi Tất Đạt Đa là do người dì Mahama Xá Ba Đề chăm sóc. Tất Đạt Đa chăn võ song toàn là niềm hy vọng lớn nhất của cả toàn dân. Nhưng mà tâm tính của Tất Đạt Đa đa sầu đa cảm. Có một ngày, ngài đi theo vua Tịnh Phạn tới dự một buổi lễ của Tiết Nông Canh. Hả? Con sâu bị chim nhỏ ăn mất, chim nhỏ lại biến thành thức ăn của chim ưng. Nhìn thấy quang cảnh sinh vật tương tàn, thái tử Tất Đạt Đa mỗi ngày đều buồn rầu không vui, trầm tư suy nghĩ. Nhìn thấy dáng vẻ u sầu của Tất Đạt Đa, phụ hoàng Tịnh Phạn Dương cũng rất là đau lòng. Ngài đã tìm hết mọi cách để khiến cho Tất Đạt Đa vui trở lại. Tới lúc Tất Đạt Đa thành nhân, người đã chọn được công chúa Gia Du Đà La thật xinh đẹp và tiến hành một hôn lễ thật to lớn. Nhưng mà tâm sự của Tất Đạt Đa cũng không mất đi. Có một ngày, Tất Đạt Đa đi ra cổng thành phía đông để quan sát. Hả? Đó là gì vậy? Hình như là một người già. Nè, mau tránh ra! Đừng có hối ông ta. Sẽ có một ngày ta cũng giống như ông ta vậy, tuổi già sức yếu. Lại có một ngày, Tất Đạt Đa đi ra cửa phía nam. Ngừng xe! Đó là cái gì? Đó là một người bệnh, hình như nó bị bệnh nặng, tướng ông ta đau khổ lắm. Hả? Sẽ có một ngày ta cũng sẽ bệnh như vậy, phải chịu đau khổ. Lại có một ngày, Tất Đạt Đa lại đi về cửa phía tây. Hả? Đó là gì vậy? Là đoàn người đi tống táng. Bọn họ đã khi người chết để đi chôn cất. Sẽ có một ngày ta cũng sẽ chết giống như họ vậy. Chúng ta đều sẽ bị già yếu, bệnh hoạn và sau đó sẽ chết đi. Nghĩ tới việc này, những vui vẻ ngắn ngủi trước mắt đột nhiên biến thành đau khổ. Thế gian đã tràn đầy thống khổ, thật ra ta phải dựa vào cái gì để tiếp tục sống đây?
cuối cùng, Tất Đạt Đa lại đi ra cổng phía bắc. Phu xe. Dạ. Trước mặt gì đó là? Là tu hành giả lấy gì cầu đạo, rời khỏi nhà đi vào thâm sơn cùng cốc, là người làm hết mọi cách tu hành, cho nên gọi là tu hành giả. Một hành động thật siêu phàm. Ta cũng muốn rời bỏ nhà giống như ông ta vậy, vì để cầu đạo mà tu hành. Chỉ cần có thể thoát khỏi những đau khổ này, bất luận việc tu hành có đau khổ thế nào, ta cũng cam tâm chấp nhận. Đây chính là câu chuyện của 4 lần xuất du. Kiên trì ý định xuất gia của Tất Đạt Đa, theo như truyền thuyết là vì lần hạnh ngộ này. Không lâu, Thái tử Phi đã sinh ra một cậu con trai. Thật là một đứa bé dễ thương. Nhưng mà đây lại là chướng ngại của việc cầu đạo của ta. Vì câu nói này, hoàng tử đã được đặt tên là La Hầu La, có nghĩa là chướng ngại. Tất Đạt Đa được 29 tuổi. Sau khi suy nghĩ nhiều lần, cuối cùng cái ngày để thực hiện tâm nguyện của ông ta đã tới. Giúp ta chuyển cáo lại với phụ hoàng và mẫu hậu, xin họ từ nay về sau đừng lo lắng cho ta nữa. Dạ. Đừng có khóc nữa, Sunny. Cái phương thức sinh hoạt thật sự thuộc về ta, bây giờ mới là bắt đầu. Thái tử à, bảo trọng. Và như vậy, Tất Đạt Đa đã bỏ lại cha mẹ, quốc gia và địa vị thái tử, trở thành một tu hành giả. Trải qua ngàn dặm, ngài đã tới thành Dương Xá của Ma Kiệt Đạo Quốc. Xá Dương Thành là một đô thị phồn vinh nhất của Ấn Độ thời bấy giờ, và còn tụ tập rất nhiều tu hành giả. Vua của nước Ma Kiệt Đà là Tần Bà Sa La đã để mắt tới Tất Đạt Đa. Hãy đưa vị tu hành trẻ tuổi đó vào trong cung. Thì ra ngài là thái tử của tộc Thích Ca, chẳng trách gì khí độ bất phàm. Quả nhiên ta không có nhìn lầm người. Ngài hãy ở lại hoàng cung để làm bằng hữu tâm linh của ta đi. Nếu như ngài có yêu cầu, cả phần nửa quốc gia cũng có thể chia cho ngài. Tôi vì cầu đạo mà xuất gia, tuyệt đối không có cái dục vọng thế tục đó đâu. Cho nên... Hả? Thì ra là vậy, nhưng mà tôi bây giờ phải tu hành. Xin phép cáo từ. Xin chậm bước. Trước khi ngài ra đi, có một việc tôi muốn yêu cầu ngài. Đó là sau khi ngài đã đắc đạo, cho dù thế nào, xin ngài cũng hãy trở về đây để giáo huấn cho tôi. Hy vọng ngài có thể hứa với tôi. Làm ơn. Hả? Vậy thì cảm tạ ngài. Tiếp theo đó, Tất Đạt Đa lần lượt đi thăm hỏi tất cả những người tu hành lúc bấy giờ. Nhưng mà những giáo nghĩa của họ đều không làm cho ông ta mãn nguyện. Sau cùng, Tất Đạt Đa giác ngộ ra rằng chỉ có con đường duy nhất là tự lực truy cầu chân lý, cho nên đã đi vào rừng Ô Lô Bối La để nếm thử các loại khổ hạnh. Sau đó, có 5 người tu hành khác cùng gia nhập với Đức Đạt Đa. Nghe đồn rằng 5 người này là do vua Tịnh Phạn vì quá thương con nên đã phái họ đến. Nhưng mà sự khổ hạnh của Đức Đạt Đa quá là kịch liệt, đã khiến họ không thể không lo ngại. Có một lúc, một ngày chỉ ăn 1 hạt gạo. Có lúc, cả giọt nước cũng không uống. Lại có lúc,
làm sự khổ hình nhưng không được hít thở. Hả? Ông ta đã chết rồi. Hình như là vậy. Cho dù là người có thói quen tu hành cũng không thể chịu đựng nổi những cú hình như vậy. Đợi một chút, ông coi. Thật là lợi hại. Đại khái gần 6 năm, Tất Đạt Đa một mực không ngừng khổ hạnh. Nhưng mà chỉ thấy thân thể ngày càng tiều tụy, mà lại không có bất cứ thành quả nào. Tiếp tục như vậy không được, nhất định là có chỗ nào không đúng. Dây đà căng quá sẽ dễ bị đứt, nhưng nếu quá lỏng thì âm thanh không thành hình. Cho nên không căng không lỏng vậy mới thích hợp. Hả? Dây đàn căng quá sẽ bị đứt, nhưng nếu quá lỏng thì sẽ không thành hình. Cho nên không căng không lỏng mới là thích hợp. Thì ra là như vậy, ta đã hiểu rồi. Ngài muốn bỏ khổ hình thì sao? Ta muốn lựa chọn trung đạo. Trung đạo? Sự tu khổ hạnh quá độ cũng giống như là sự xa xí quá độ, chẳng qua chỉ là tổn hại tâm xác, không thể giác ngộ. Bắt đầu từ hôm nay, ta phải lấy một cuộc sống kiện toàn để khôi phục lại một thân thể tráng kiện, để vì một trái tim an tịnh và trong lành để cầu đạo. Ông ta nói gì vậy? Ta không biết nữa. Tất Đạt Đa rời khỏi khu rừng, đi tới bờ sông Ni Liên Thuyền tắm gội tịnh thân. Lúc đó có một cô con gái nhà phú gia ở thôn lân cận Su Sata. Tu hành giả xin chào. Tên của tôi là Susata. Đây là cháu ngon nhất của nhà tôi, do tôi dùng sữa và gạo để nấu thành. Mời ngài uống đi, đừng khách sáo. Cảm ơn. Vậy ta không khách sáo đâu. Nè, ông ta làm trò quỷ gì vậy? Hình như ông ta đã bị sa đọa đó. Ta không nhìn nhận ông ta là đồng bang nữa. Chúng ta hãy đi nơi khác tu hành đi. Được. Sau khi được sự cung dưỡng của Susata, Tất Đạt Đa đã khôi phục khí lực. Ngài lại đến Gaya ngồi dưới gốc cây, nơi mà sau này được gọi là Phật Đà Gaya. Tất Đạt Đa đã thâm nhập vào cõi thanh minh. Vài ngày sau, những giờ khắc vĩ đại đó từ từ xích lại gần. Lúc đó, Ác Ma Dương đột nhiên xuất hiện để phòng lại sự ngộ đạo của Tất Đạt Đa. Trước tiên, Ác Ma Dương đưa con gái của mình tới để dụ dỗ Tất Đạt Đa. Tất Đạt Đa, ngươi hãy coi con gái xinh đẹp của ta. Hãy vuốt về nó đi, hãy ôm lấy nó. Bọn nó để tùy ngươi quyết định. Tiếp theo, Ác Ma Dương lại tiếp tục dùng tiền tài và thế lực để dụ dỗ Tất Đạt Đa trùy lạc. Tất Đạt Đa, ta cho ngươi những tài bảo ở trên đời này, cho ngươi địa vị và quyền lực để chế phục thế giới. Điều kiện duy nhất là ngươi hãy nghe mệnh lệnh của ta. Và kế đến, Ác Ma Dương lại muốn dùng bạo lực để uy hiếp Tất Đạt Đa. Cố chấp tới lúc nào đây, Tất Đạt Đa? Nếu tiếp tục cố chấp, người sẽ mất mạng.
Hãy giác ngộ đi. Ma Dương, ngừng tay. Ta đã đến một cảnh giới của sanh tử. Những vũ khí mà các ngươi dùng không có gì làm tổn hại ta đâu. Này Ma Dương, hãy biến mất đi. Trận chiến đã kết thúc. Sự xuất hiện của Ma Dương chính là đã hấp dẫn sự phiền não trong nội tâm của Tất Đạt Đa. Sau khi chiến thắng được sự cám dỗ, Tất Đạt Đa vào buổi sáng mùng 8 tháng 12, lúc trời còn hừng đông, đã phá được căn nguyên của khổ não và lão bệnh tử. Đó là vô minh đã hoàn toàn ngộ được chân lý. Lúc đó, cô đàn Tất Đạt Đa được 35 tuổi. Đây chính là cái gọi là thành đạo. Sau này, Tất Đạt Đa được xưng là Thích Ca Mâu Ni Thế Tôn và cũng là thánh giả Phật Đà của tộc Thích Ca. Từ đó chúng ta gọi là Thế Tôn. Sau khi thành đạo, Thế Tôn đã ở lại Ca Gia và đắm chìm trong sự hoan hỷ ngộ đạo. Khi xưa những phiền não khiến ta bị đau khổ, bây giờ đã tiêu tan không còn chút tông tích. Đây thật là một nỗi hoan hỷ sâu đậm và rộng lớn. Cho dù có chết đi, ta cũng không hối tiếc. Thế gian là bể khổ. Trong lúc đó, xuất hiện một vị thần cao nhất của Ấn Độ, thần Phạm Thiên. Người đã cực khổ ngộ được chánh pháp, không phải là nên quảng bá cho người đời biết hay sao hả? Tôi gánh không có nổi. Người muốn bỏ mặc không lo hay sao? Nếu như tiếp tục như vậy, thế gian nhất định sẽ diệt vong. Thần Phạm Thiên à, chân lý mà tôi ngộ được đã qua khỏi sự khó khăn vì ảo não kỳ diệu, người tầm thường không dễ dàng hiểu được. Nhưng mà trên thế gian cũng có những đóa hoa sen không hề lắm đất bùn, họ có thể tiếp nhận pháp của người, có đúng hay không? Thế Tôn, xin Ngài hãy đi thuyết pháp với họ, và cũng hy vọng Ngài giải cứu thế nhân thoát khỏi cái diện ảnh phải diệt vong. Đây chính là trách nhiệm của Ngài. Ngài nói rất đúng. Ta thật ra không nên chiếm giữ nỗi vui ngộ đạo cho riêng mình. Ta phải nên vì những người thống khổ phiền não mà đi thuyết pháp, để phân hưởng nỗi vui ngộ đạo, giải cứu thế gian. Đây chính là một công việc mà từ nay về sau ta nhất định phải làm. Thế Tôn sau khi quyết định đi thuyết pháp, người đầu tiên Ngài gặp là một tu hành giả tên là U Bà Ca. Ngài xem ra tu hành đã được đắc đạo. Xin hỏi Ngài, mục đích xuất gia là gì? Và còn sư môn là ai? Thật ra ta không có sư phụ. Ta đã dựa vào sức của chính mình để mà biết tất cả mọi việc, đã bỏ rơi hết tất cả những cố chấp, sau đó mới ngộ đạo. Hay dạ, Ngài thật là quá tài giỏi hả? U Bà Ca đã bỏ mất đi cơ hội trở thành đệ tử thứ nhất của Thế Tôn. Đó là vì quá coi trọng tên tuổi của sư môn, dĩ nhiên không dễ gì hiểu được từ tưởng mới này. Sau đó, Thế Tôn đã tới lộ giả quyển của ngoại ô Ngoã La Na. Nơi đây có những người bạn đồng hành của ông ta khi xưa. Ông ta đã tới rồi kìa. Cứ giả vờ không quen biết ông ta là được rồi, đừng thèm để ý tới người đã xa đọa. Ta đã ngộ đạo rồi.
Ta muốn đem chánh pháp đã ngộ được trước hết truyền lại cho những người cùng tu hành với ta như các ngươi. Năm người này lẽ ra là giả vờ không quen biết với Tất Đạt Đa, nhưng càng nghe càng bị hấp dẫn bởi những lời thuyết pháp tràn đầy tự tin của Thế Tôn. Sau này cả năm người đều trở thành đệ tử đắc ý nhất của Thế Tôn, đó chính là Sơ Chuyển Pháp Luân. Cái quan trọng nhất của Phật giáo là Phật Pháp Tâm Tam Bảo đều đã tích tụ ở đây. Thế Tôn đối với đối tượng và địa điểm thuyết pháp kỳ diệu. Trên đường Ngài đã truyền đạo, đệ tử càng ngày càng đông. Xá Lợi Phật là đệ nhất trí tuệ, Mục Liên là thần thông đệ nhất. Tu Đầu Đà Hành sau này là do Đại Ca Diếp đã chiêu khai kinh điển tập kết. Đi bên cạnh Thế Tôn chính là A Nan, đã ghi chú lại hết những thuyết pháp. Còn Châu Lợi Bàn Đặt, người bị chê cười là ngu ngốc, đã vì quét dọn mà ngộ đạo. Một Ubali xuất thân từ giai cấp nô lệ đã được Đức Thế Tôn thu nạp. Bởi vì Thế Tôn đặc biệt chú ý không để cho những chế độ giai cấp trong xã hội Ấn Độ hòa nhập vào giáo đoàn, cho nên các đệ tử ai ai cũng đều bình đẳng. Sau đó Thế Tôn đã theo lời ước định để đi thăm hỏi và thuyết pháp với vua Tần Bà Sa La của Xá Vệ Thành. Vua Tần Bà Sa La rất là vui mừng, đã dâng hiến trúc lâm tịnh xá để làm chỗ ở cho các đệ tử. Bên cạnh thành Xá Dương có ngọn núi Linh Thú. Thế Tôn đã ở trên núi giải thuyết Vô Lượng Thọ Kinh. Sau đó lại thuyết quang Vô Lượng Thọ Kinh với Dương Phi Di Đề Hy. Giáo lý niệm pháp trân quý cuối cùng đã ra đời. Một quốc gia khác ngoài Ma Kiệt Đà ra là Câu Bồ La cũng có người cống hiến kỳ viên tịnh xá. Đó là nơi Thế Tôn thuyết giải kinh A Di Đà Phật, là ở tại kỳ viên tịnh xá này. Bởi vì Thế Tôn không phân biệt giàu nghèo để mà truyền giáo. Những người tới nghe thuyết pháp đã vượt qua khỏi giai cấp và quốc gia. Phật giáo đã được truyền khắp cả nước Ấn Độ. Cái việc truyền pháp này đã dùng một cái bánh xe tiến tới để tiêu biểu, được gọi là Chuyển Pháp Luân. Thế Tôn cứ như vậy mà chuyển pháp luân cả đời không ngừng nghỉ. Khi Thế Tôn được 80 tuổi, ông ta vẫn tiếp tục cuộc hành trình đi truyền giáo. Giữa đường, Thế Tôn đã bị ngã bệnh ở Từ Xá Ly. Chỉ có A Nan và một vài vị đệ tử lúc nào cũng ở bên cạnh. Ngài có thể ngồi dậy được không, Thế Tôn? Ta cảm thấy khỏe một chút. Vậy thì tốt quá. Thành thật mà nói, con vẫn cứ lo sợ không biết phải làm như thế nào nữa. Bởi vì Thế Tôn Ngài vẫn còn chưa tuyển chọn ra một vị đệ tử để truyền lại mật điểm. Cho nên con mong rằng Thế Tôn Ngài có thể suy nghĩ lại. Không biết là trong lòng của Thế Tôn đã quyết định rồi hay là chưa vậy? A Nan à. Dạ. Bây giờ con còn trông đợi ở ta cái gì chứ? Ở trong ta cũng đã cố gắng nói tận tất cả chân lý, cho tới bây giờ không còn mặc điểm gì cần phải giấu giếm nữa. Dạ, Ngài nói rất đúng. Tất cả người khác hãy lắng tai nghe đây. Bây giờ ta đã già rồi. Bắt đầu từ hôm nay, các ngươi hãy tự mình biến thành ngọn đuốc, dựa vào chính bản thân, đừng trông cậy vào người. Phải vì pháp làm ánh sáng, dựa vào pháp đừng dựa vào bất cứ gì. Sau đó Thế Tôn đã đi tới xứ Ba La, đã thuyết pháp cho người thợ rèn Trầm Đà. Trầm Đà rất là vui mừng, đã chiêu đãi đoàn người của Thế Tôn ở nhà của mình. Cái chén cháo Ma Cô mà Trầm Đà cung phụng
đã trở thành nguyên do phát bệnh cuối cùng của Thế Tôn. Thế Tôn, xin ngài hãy ráng chịu đựng đi. Ta không có gì. Đi đi, đi cầu thì Na La đi. Để Thế Tôn không tốt, tha thứ cho tôi. Đầm đà, đừng tự trách bản thân nữa. Sự cung dưỡng của ngươi và chén cháo mà ngày xưa Susata đã cho ta, đó đều có thành ý giống như nhau. Thế Tôn ráng nhịn cơn đau để đi tới ngoại ô của Kautinala. Lúc đó Thế Tôn ngay cả đi cũng đi không nổi. Hãy trải cái giường dưới cây đó, ta muốn nghỉ một chút. Dạ. Anan. Dạ. Bao nhiêu năm nay cảm ơn người đã ở bên cạnh ta để săn sóc cho ta. Thế Tôn. Anan à, đừng có khóc nữa. Khi xưa ta không phải thường nói với các người hay sao hả? Cho dù là người mà mình thương yêu nhất sẽ có một ngày bỏ ta mà đi. Có sanh thì có tử, đây là đạo lý bất biến. Dạ con hiểu. Anna. Dạ con ở đây. Con đừng có tưởng là sau khi ta chết con sẽ không còn sư phụ. Pháp do ta nói chính là sư phụ của các con, ngọn đèn của các con. Dạ con biết. Thế Tôn, vạn vật vĩnh viễn đang chuyển biến thay đổi, mong rằng mọi người đừng có bỏ rơi, hãy cố gắng tu hành. Thế Tôn đã nhập vào Niết Bàn. Nhưng mà giáo pháp của Thế Tôn đã truyền lại cho cả thế giới ở đời sau. 2.500 năm sau của ngày hôm nay vẫn còn sống mãi trong lòng chúng ta.